Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Đô Vlog đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog. Và bây giờ mời các em mở sách và bài tập Tiếng Việt lớp 2, tuần 23 trang 19. Luyện từ và câu Đầu tiên là bài tập số 1. Viết tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp. Ở đây chúng ta có các con vật là hổ, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, thỏ, ngựa vằn, bò rừng, khỉ, vượn, tê giác, sóc, trồn, cáo, hươu. Và chúng ta có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là thú giữ nguy hiểm, mẫu là hổ. Nhóm thứ hai là thú không nguy hiểm, mẫu là thỏ. Thì ở đây các em có thể bấm tạm dừng video và các em làm trước ra giấy nháp. Sau khi làm xong các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Các em đừng quên comment ở bên dưới video là thưa thầy em đúng hay là thưa thầy em sai cho thầy giáo biết nha. Rồi ở đây chúng ta sẽ hoàn thành bài tập số 1 này như sau. Thú giữ nguy hiểm, ngoài hổ ra chúng ta còn có những con vật như là báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, bò rừng, tê giác, rồi thú không nguy hiểm Ngựa vằn Khỉ Vượn Sóc Trồn Cáo Hưu Tiếp theo em sang bài tập số 2 Dựa vào hiểu biết của em Về các con vật trả lời câu hỏi A. À, Thó thỏ chạy như thế nào? Rồi ở đây ai cũng biết là thỏ chạy rất là nhanh Các em nghe câu chuyện rùa và thỏ chưa nhỉ thỏ chạy rất là nhanh đúng không nhưng lại có cái tính là là chủ quan và coi thường người khác cho nên dẫn đến thất bại thỏ chạy rất nhanh b sóc truyền từ cành này sang cành khác như thế nào rồi ở đây các em biết là sóc truyền từ cành này sang cành khác nhanh thoăn thoắt c gấu đi như thế nào rồi con gấu rất là to lớn nặng nề cho nên nó đi rất là chậm chạp và dáng đi rất là lạc lè gấu đi chậm chạp lặc lè miêu tả dáng đi rất là chậm chạp nặng nề d voi kéo gỗ như thế nào rồi con voi thì ai cũng biết nó rất khỏe voi kéo gỗ rất khỏe Tiếp theo các em sang bài tập số 3 đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm dưới đây. Châu cài rất khỏe. Bộ phận in đậm là rất khỏe. Mẫu đặt câu cho bộ phận này chính là Châu cài như thế nào? Trả lời là Châu cài rất khỏe. E à, ngựa phi nhanh như bay. Bộ phận in đậm của câu là nhanh như bay. Kem đặt câu hỏi như thế nào để khi chúng ta trả lời nó có nội dung là nhanh như bay. Rồi ở đây chúng ta có thể đặt câu là ngựa phi như thế nào? Trả lời là ngựa phi, nhanh như bay. B. Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, sói thèm rõ rãi. Từ in đậm ở đây là từ rõ rãi. Và cụ thể chúng ta sẽ đặt câu cho bộ phận này là Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, sói thèm như thế nào? Câu trả lời là sói thèm rõ rãi. C đọc xong nội quy khí nâu cười khành khạch bộ phận câu in đậm ở đây là khành khạch và như vậy là các em sẽ đặt câu như thế nào cho bộ phận này đọc xong nội quy khí nâu cười như thế nào câu trả lời là khí nâu cười khành khạch rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video đừng quên ủng hộ kênh thành đô vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh thành đô vlog và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt.